Ô, tại mưa ở đây anh em đi đá bóng không? Đây đây, đây đi, không đi đây. Tôi vừa thấy mà trời tạnh rồi. Đi, ở sân bóng không ai đâu. Ở sân bóng không một ai luôn. Em đi. Đi anh đâu ơi. Đi. Chắc là có sân. 6 giờ đá 7 giờ nghỉ á. Yes. Giờ tắc đường lắm, tại vừa tạnh mưa bắt đầu người ta đổ ở đường người ta đi về ấy. Nhưng mà đi anh em có thuyền cơ, đi xe máy đâu đi được đâu. Ngập lắm, ngập lắm. Đi thuyền đấy. Sân đấy ngập lắm. Bố đi không? Đi anh. Đi vòng qua nhà anh lấy quả bóng đi, không tự ra mà tập. Kẻ ơ bồ nó thật tập 2 gì ở mày qua đó đánh độ, đánh độ đi đấy. Ở đi. Ở chú chim. Anh Kim Trung. Ui giọng anh ơi, thoải mái. Ai nhảy vô giận. Giận luôn. Giận luôn. Trước khi mình đi ngủ, ăn một quả tháo tàu. Cho vợ đỡ cầu nhau. Cầu nhau, cầu nhau. Em nha, có nha. Mới làm rồi. Ê có ba, ui đông 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 đông. Đầu kia thôi, đầu kia thôi. Nhảy về đây này. Nhảy về bên kia đây anh em ơi. Bên mình cũng chụp đầu là 1 tỷ thằng. Không khác gì bên đấy. Đông 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 đông. Ôi sao anh Đỗ mất máu kìa. Ngã ngã, trượt chân. Quay. Anh Đỗ ơi. Tối nay chơi 5 vòng lấy ai cần double mình anh ơi. Holy moly. Ai mới xuống dù vậy? Tao. À không, gần mày á, gần mày không phải tao. Tao gần bông mai thôi. Ờ, thế này. Thì ngon. Ai xuống rủ ấy? Không phải em. Em. Cái gì? Rồi một. Chíp rồi ghê. Em sẽ dập rồi một chà. Sẽ dập à? Cái khác. Rồi em sẽ phải. Sẽ tình nghèo thế. Nghèo thật. Có đồ đấy anh nhím mày. Không có đồ gì luôn nè thật sự. Nhím mày. Em thế em nghĩ là sao? Trên nhà có người. Sẽ tinh chuẩn mới tạo được phòng. Rồi dỗi rồi, dỗi rồi. Rồi. Nhưng em sẽ tinh như cái. Nói còn dỗi. Chuẩn bị đâu em dỗi đâu này. Chà rồi, chứ em có dỗi đâu. Ai biết ngay. Sao mày không có nói như vậy trước đấy? Như nào chú? Em bảo là anh đi mà làm. Em có nói thế bao giờ đâu. Bình thường hổ báo cáo trồn lắm mà. Ông mình lớn mình phải làm chứ, tập làm hết chứ. Thế cơ. Ý nó bảo anh em mình vẫn trẻ con ấy. Sao có kêu là cái kèo cá không? Không, đều chơi. Thế là chưa trưởng thành. Thằng hèn. Nó rồi. Nó rồi, rung. Nó. Lo mỏi. À mình cái lớn bằng này rồi, có ăn tức thôi mà cũng sợ thì làm được cái đéo gì. Chưa anh. Sợ chứ anh. Bố ơi, gần tôi có địch. Giờ không á? Ê, đông ở nhà nó đẩy quá. Nhà cũ của ông. Hiểu không? Hiểu. Đây, nhậu quá đi. Bên nó 8 thằng rơi đấy đấy. Nào. Túc nào, anh em ơi. Ê, nó đông nha. Di chuyển đội hình con thoi đi. Đội hình con thoi là... Tắc ông ấy. Kìa hả? Tôi có biết điếc đâu. Chạy qua ông bố quá. Ui này luôn rồi. Tôi lửa thằng hai. Rồi em sẽ. Rồi xong. Nhà này nữa. Sẽ thấy nó trên tầng, chấm 3. Để bỏ về. Nó không phơm được tôi đâu. Yếu tiền. Cái nhà tôi cũng có người luôn. Mọi người. Hổ gia. Đang tới. Đang loot. Smoke ra cho em bò vào với mọi người chạy vào trong nhà ấy. Xong đây tao vào nào. Nó tầng 3 em thấy nó trên tầng 3. Đúng rồi chú ơi, hợp lý. Đông cái nhà, đông lắm ấy. Đi bò vào đi. Em bò. Nó đột nhập sang bên này rồi. Yếu rồi, một thằng yếu. Tôi bò rồi chú. Không ai chấm. À súng yếu thế. Chui. Đây. Cứu được em nhanh lên khoai. Mình đấy. Nó ở đâu em? Bên kia đường. Ừ, bạn đây em có bên blue chip. À? Chăn Victor. Bên kia đường thì em phải bò vào đây chứ. Làm gì đây? Đây đang bò. Ở trong nhà mình vậy.
Nguy hiểm. Yếu này, một máu này. Nó đâu, nó đâu. Là chấm, là chấm ấy. Yếu rồi, yếu chấm quá, tắt bất chấm luôn. Tầng 2 anh ơi. Ôi. Em ghi bắn đâu đấy? Trên nhà em có rồi này. Đó, đó, tầng nhà đỏ trước mặt này. Trên nhà vô có một thằng nhá. Bỏ đây Quang ơi. Đâu ờ xe mà đất ra nó chuẩn bị đẩy qua nè, em nghe tiếng chân nè. Anh chạy qua cứu em được nhanh Ben. Cửa vỡ. Không, nó không qua được đâu, nó không qua được. Em ở trong nhà, em ở trong nhà kê ném xe móc trước cửa cứu em được. Hiu vậy. Không có, anh không có xe móc, anh không có xe móc. Thế anh chạy vô cứu luôn đi. Anh chạy qua cứu em bô, bình tĩnh. Anh phải mở cửa nha, anh phải mở cửa phát đấy. Em kê cho em kê, anh cứu anh kê. Rồi. Có chừng trên nhà em có người bên em, ba lần bên em. Có chừng trên nhà em có người, cho chừng trên nhà em có người. Em chưa chết, chưa chết. Cứu đến được. Có người thật nha em kê. Bên nào thế? À, trên đường này, chấm nắp ơi. Bên này. Ok, NPC ơi. Gì vậy? Còn blue zone. Không sao. Nó chật á. Nó nhảy xuống kìa. Nó nhảy xuống kìa, đâu kìa. Chưa. Nó phách, nó phách lên. Rồi, thế này rồi. Nó bên nào bên cạnh em? Nào bên cạnh. Nào bên cạnh anh Quang thượng á. Đấy. Nào bắn đi. Tiếng thằng bắn bên này đâu nhỉ? Đây. Cẩn thận tượng. Đây. Ga luôn, dứt khoát luôn. Ờ. À, chợ quá không con. Xe sắn này, mấy con tầng 2. Con đấy mà. Đéo thằng kia đâu nhỉ? Đâu nhà này. Nhà này. Tầng 2. Nhà của anh Quang. Đúng rồi. Móc rồi. Ê, móc khó nha. Không được. Sao luôn có rồi. Tao luôn có bọn mới đến rồi, ở khu nhà này của mình. Còn khác chấm 1 rồi. Không. Ông Mai cứ giữ ở dưới tầng nhá, tao thành mô cho mình nhá. Ok nghe. Ui, có bọn khác lại nữa này. Chấm 7 này, đống này. Vui vậy. Hay, đẹp ơi. Nhanh anh ơi. Trong bò. Nào chấm luôn. Đấy. Đâu ơi. Em chấm kìa, sấm sang nước biển kìa. Nét qua này, không biết chết không. Tầng 2 nhà chợ này. Sao nó đang cứu mặn này, chỗ chấm em này. Bọn đằng sau mình có, có nhà chợ có. À, chờ tầng 2 chắc đang chạy có cứu ông kia. Quickness. Bởi vì hết đạn rồi sao, đi rút thêm đạn rồi. Này, nhà chấm 3 có 2 thằng, nhà chấm 3 có 2 thằng, anh em đầy đủ ông công hết. Công chết nhà chấm 3 này. Chơi. Công một cái nhà trước mặt này đi. Công. Ê, một con. Sao thằng ngoài. Ngoài hàng rào này. Gì đây? Chỗ hàng rào ấy. Đấy. Nó mổ đúng không? Chấm mốc. Từ anh. Nào bắn tù vậy. Không dám đẩy đâu. Bỏ đây. Quên bỏ cây. Lái thằng này. Mẹ, thằng đấy lúc trên máy bay nó nói câu. Nóc 1 này. Đấy, quay. Ai anh ơi. Không có nhá. Đông anh em ơi, từ anh em ơi. Nó đến đâu rồi Khôi? Nó đến chỗ gần sát nhà em. Ok. Đông quá rồi biểu. Nhà này có nhá, nhà chấm này, cẩn thận đi. Nhà này vừa bắn bô này. Cứu nhím kìa. Xong rồi, nó yếu nhá. Rồi. Sau nhà có. Nhím một luôn gì? Em nóc ngang hàng rào. Hai. Em một ạ. Thằng bắn bô ở đâu rồi? Em giữ bắn. Bắn em trên nhà chú ơi. Biết rồi, nhưng mà không nghe. Không sao, anh bắn để đấy. Bắn được thằng sau luôn em. Ây dạ. Đấy rồi chú ơi. Ui. Đồng. Đi ra đấy. Bắn
bắt buộc. Cứ bắn đi, cứ không sao chứ. Bắt buộc đây bà, đạn lạc thôi. Đây này, một thằng ở đây với một thằng ở đây này. Cho em kẻ. Quay chip về. Một thằng ở đây với một thằng ở đây. Cho em kẻ. Trên nhà. Em mép chứ. Hai kìa. Đó, thằng đó chứ. Em mép chứ. Đi đẩy chung, đẩy chung. Móc á. Đẩy thì đẩy sang bên phải ấy, đừng sang yếu trái. Yếu lắm rồi, yếu lắm rồi. Bom rồi. Em đi không ra. Nóc ngoài, nóc trên tầng rồi, Cầm ra. Công đi. Đừng đều cứu. Con nhà bên anh bảo, đó, còn một thằng bọn ở đây này. Em lấy tầng 2 này. Ôi chút. Mấy em đi. Tầng 6 của anh ấy. Lấy chip của con có chút. Kìa Văn Hùng, Nguyễn Văn Hùng. Thằng nào, ngay chấm em. Chấm 7. Em mới đi lấy chip. Anh gì đây? Rồi, cái này. Luôn, cứu đi ông Nguyễn Văn Ô ơi. Đang chạy. Cái quan trọng đưa chip đây, đưa chip cho em ấy, em có một chip ơi. Này. Trăm Victor này, cần không? Đâu, thằng đẹp đâu. Em. Lút thêm đạn đấy anh em ơi, chuẩn bị cùng chơi. Anh Ben ơi, chip của anh Quang này, Đây đưa em chip. Có gì anh Đỗ Minh Chi ơi. Đâu có gì kìa em ơi. Có X8 đấy, nhặt đi. Thôi. Hãy thiêu đảng đấy em nhá. Đây, thêm đạn anh Huy từ Lộc Huế ơi. Đây. Cái bộ này cứu được hai người không nhỉ? Huy Huế đâu đây? Đây, số lượng 200. Cứu được, cứ cho để một người cầm chip là được. Hay quá anh Huy. Ôi còn thừa vẫn thừa. Ôi đây, thừa. Đây mỏ đạn luôn. Mỏ đạn. Mỏ đạn anh em ơi. Cứu ơi. Cứu lại còn vào lướt Tinder nữa. Có cái giảm thanh ở ngoài bị bắn. Có xác thằng nào có giảm thanh không ta? Cứu hết rồi. Em vừa mất giảm thanh đấy anh cô ơi. Over. Đây ngơi chỗ này này. Đây 8 giây xuống luôn ạ. Thật sự luôn. Anh đâu? Đây ngơi chỗ em này. Anh khoai. Đây mà. Vậy nhiều số quá mày đéo thế. Đấy xuống luôn đây. Mà đẹp. Hình như còn hay sao ấy, còn á. Ok. Còn đâu. Xuống luôn. Trời ơi hết sạch đồ rồi. Đây, xác nhiều. Ăn sướng rồi chứ. Nhiều chấm quá không thế đâu. Hai phải. Ôi, bắn nhau bo vào rồi anh ơi. Kiếm cái mũ. À đây rồi. Có luôn. Cẩn thận có địch nha. Mà nó được bắn. Có cái hay. Có khả năng còn nha, anh nói trước nha. Còn nó còn ở khu đầu này. Chấm này. À bắn tôi đây. Tôi test recoil. Má vẫn còn 40 người. C4 kìa. Đi nổ đây. C4 giảm đam rồi mọi người đừng sợ. Cái gì nó lổ ấy nhỉ? Lổ. Trời ơi không còn một viên đạn nào. Đây chỗ ơi, có đạn đây. Đống xác này. Xác chỗ Huy Huế đứng nhiều đạn lắm ấy. Đây chỗ anh này. Anh chạy ra đây đi theo anh. Có mũi 2 đây mới nào. 90 viên nữa này. Đây. Ok. Em có 700 viên đạn 9. Đặt ra đây, ở đây. Đây. Nhiều đạn đây. Anh em phải đẩy ra dần. Gì đây? Nào. Thằng bồ này rất hay đùa cợt nha. Em còn viên đạn nào ai loot hết rồi. Thế nó ném flash em nó loot rồi. Ô bé, ai đây đây, xe cái này Nguyên ơi. Ba xe. Đéo. Cho em này ấy táp luôn. Rồi. Loot. Tham găng vào đâu găng vào đít. Đây nè Nguyên ơi. Đéo rồi, đéo rồi. Chắc nó có chạy ở đây loot được đéo nữa. Đây, bên đây nữa. Không. Ô, có đạn này, đây, 180 viên này ơi. Em có đạn anh Quang ơi, em 500 viên. 180 viên nè anh Quang ơi. Em 500 viên. Đây, anh Đỗ ơi. Đây, 180 viên. Còn dần đi em ơi. Ui, anh Đỗ chạy đồi luôn à. Ui, anh Đỗ đi mình luôn mà. Đi cao tơ à, áo thật ấy. Anh Đỗ đi đầu luôn ý, thề. Đầu tiên anh Đỗ, anh Đỗ mà tôi biết đâu rồi ấy nhỉ. Tôi xin anh chơi rồi.
phải đi tìm mũ giáp mới đã. Rồi, bị bắn rồi, sao ấy? Bắn đấy. Chân nhà nhớt, tôi thấy rõ ràng đang chạy bên trái tôi. Tôi thấy chẳng nhớ. Lấp nhà nhớt. Tôi nghĩ là Nguyễn Văn Ô. Chắc chiếm một người. Anh ơi, nó công nhà đây này, đang bắn nhau ấy. Nhà đây. Đôi cứ đẩy đi anh Đội, em ngay sau lưng anh rồi. Có vui đi. Ủa anh Đội, bên trái có anh Đội. Đây có này. Ơ sao nó có mô xin ta, đứng đéo vậy. Đi bắn nhau thôi. Ê có bọn rừng tre đông lắm anh ơi. Chấm 1 đông lắm kìa. Yếu luôn anh ơi. Yếu thật cũng không. Ok á. Ôi ngất luôn. Đâu? Em đang bắn mà. Trời ơi, tôi bắn anh Đô kìa, cô bắn anh Đô kìa, trời ơi. Anh Đô, em xe đi rồi. Nó chốt xe tăng á, Cầm xe lên đẩy luôn, cầm xe đẩy luôn chú Kiếp ơi. Đi chú ơi. Con đi. Nó đây, rồi. Đông nhá, đông nhá. Chấm nào, chấm mấy đây? Đây, chấm hồng. Ủa, chỗ đây đông lắm. Đông lắm, đéo được không? Ui, thôi. Chú làm gì đây? Bôi, đừng bôi. Thôi, chú ơi. Bà gần phải. Mồm rồi. Đây. Mồm luôn. Thầm gì bắn xa. Mày à, có người, thứ tư. Yếu kìa, một thằng yếu kìa. Cứu kìa, cứu. Diễn quen đây. Đủ. Thằng nào cũng bảo tao lên đẩy ra đây đây. Anh Đội cứu em ơi. Tôi, bảo đông phải cà biu. Nghe là em ơi quay ra cứu thằng ấy đi. Đông. Từ từ nó gần. Trời ơi. Ôi chết rồi. Pi xe làm cứu. Thôi, bôi đi đâu đấy. Cứu định. Sao đây mày, sao đéo cứu nó? Không kịp. Em có cứu được đâu, có hàng gần ngay cục gờ mà. Ấy à, con gần, cứu tôi. Cứu em khoai ơi, ngay cạnh anh này. Đâu, khoai ơi. Rồi, bò đây. Ngay cạnh anh luôn. Rồi, đắm im anh cứu. Mày, đọc vị trí lên vì anh không nhìn được đâu, đông lắm. Ok, rồi. Máy chip. Cẩn thận nó nằm nhá. Trời ơi, má buồn đấy bớt rồi. Chứ mặt. Ừ, anh thấy không, bò về đây vô. Bò về hẳn đây em, cứu anh bên. Bò về đây đã. Đấy, đến đây chịu xuyên. Móc ra em ơi. Bò đây. Em có cái cứu nhanh. Em cứu sau. Để bớt. Hay bo đẹp. Đâu đây? Trên mặt anh ơi, nó ở dưới cái dốc. Mình công bọn này á. Rồi, có nước rồi. Lớp 1 này. Này không? Lớp 1 dưới dốc nha, đẩy được á. Đẩy đợi anh em, đợi anh em hồi sinh hết rồi. Không có cái máy phát chip à? Hai. Ê, Huy, ấy con đang bớt sống ấy, vãi lều. Chưa clear. Ui, nó chạy kìa, chạy bên trái bạn kìa. Nhặt thêm đạn bom dược các thứ để. Ơi cẩn thận. Lấy xe đi bọn ơi. Ui. Ui đéo con đàng luôn ạ. Em 700 viên anh Huy. Đạn trên này.
À, lốt 700 viên ạ. Kìa 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 kìa. Đây đây đây. Con nữa. Ok anh cơ. Anh cần đạn không? Đây. Lên xe này. Ok. Đâu BG. Cứu Ấn Độ kìa, cứu Ấn Độ kìa. Ấn Độ ngoài bao à? Smoke, smoke. Hết smoke. Trước mặt chúng mày luôn. Sau xe xăng đấy. Alo, chết chết chết. Rồi cứu luôn, cứu luôn. Cứu luôn. Cứu luôn nhanh, bo nhanh, bo nhanh. Vô vô cái vô. Lấy thêm xe. Đây đây nhà này, nhà này lấy, nhà này lấy, nhanh 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 nhanh. Đây đây xe, đây xe rồi. Em thì bắn nhau vãi lìn mà anh. Bọn nó đang bắn nhau rồi, team cuối đang bắn nhau rồi anh em ơi. Bỏ hốc đi xuống, cả câu đây. Xuống tạm hốc này đi. Đấy, nhà lìa đấy, nhà lìa đấy, nhà lìa đấy. Nhà lìa mà. Để cho anh cái xe bôi. Ờ nhưng mà lên đấy. lên chiếm cái đồi đi bé. Lên chiếm cái đồi đi chứ. Lên bắn luôn đi. Rồi nhà tù á. Đi lên. Giáp rồi, thôi đi đi bôi. Lên đồi đi mơ. Công trái lên khoai. Đâu? Bọn nó bắn nhau mà, lên đây. Đâu ấy? Úi dồi ôi, thì yêu. Nước 1. Hãy anh Khoai ơi. Hay chưa? Nước 2. Chết con ơi. Quay. Chết con ơi. Tin đây. Quay. Đá sốc đá. Đá. Cục đá cuối rồi. Đá trước mặt em, SW. Ăn quá. Đá phải lá đây. Cục đá yếu. SW nổ trước mặt. Đúng rồi, cục đá. Nóc một. Ô. Bên phải, cuối. Cuối. Sau cây. Không ai cứu em à? Anh Khôi ơi, em đau quá anh Khôi ơi. Anh biết bắt đầu rồi. Rồi bình tĩnh em ơi, ui còn một cuối mà em cứ bình tĩnh. Anh Khôi. Đâu mày đâu? Chưa một cuối đâu, chưa một cuối đâu. Đâu? Trước mặt em này. Hai anh Độ. Mày đâu? Mấy anh kia khi lên bắn quá lên. Đâu rồi. Cứu em, anh Độ ơi. Xong rồi. Khôi làm ba luôn, đi đùa với Khôi à. Quay. Anh Khôi không cứu Hưu mà, vãi. Thì Hưu xong thì cứu mình. Cứu Huy cơ mà, anh Huy chết rồi kìa. Đâu anh Huy nằm đâu, không thấy anh Huy đâu. Nằm kia lên ăn luôn. Dưới chân anh luôn đấy. Hai kêu. Cứu làm gì nữa, có thua đâu anh Huy, anh sợ đấy. Anh Huy cứ em đau quá anh Khôi nhẫn tâm thật. Đang hồi máu, đang hồi xong mới cứu chứ.